Khoảng 13 giờ 30 ngày 26 tháng 5, đang câu cá trên kênh Nhiêu Lộc, đoạn gần cầu Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, một thanh niên nhìn thấy xác người nổi trên mặt nước. Người dân dùng thuyền vớt nạn nhân lên bờ đồng thời báo với cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là nữ khoảng 60 tuổi, trên mắt còn đeo kính, mặc quần áo màu cam. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa rõ danh tính. Đến gần 15 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được nhân viên công ty môi trường đô thị thành phố chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.